Hi, xin chào cả nhà, xin chào anh chị em. Hôm nay Mực In Minh Khuê tiếp tục gửi tới anh em xử lý em máy in là 1800, là như video trước tôi nói chuyện đó là in ra thiếu màu. Đó. Rồi, bây giờ tôi quay lên chúng ta cùng đi test màu nhé. Đây. Chúng ta vào cái pre ok đã. Đó, đây pre này, chúng ta vào mục main này, chọn mục lăn check print ok luôn. À, xem bạn lấy ra màu như nào. Khách hàng kêu là con máy này là kêu to và thiếu màu. Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng đến dịch vụ của Mực In Minh Khuê. Đó, đây và đây là thành quả của bạn đấy khi bạn ấy in. Đó, đó là xử lý thế nào. Đây anh em nhìn ở trên máy tính giúp tôi nhá, nó có cái mục là head clean link này và print head này, element này. Đây là cái trường hợp này, như con trò chuột tôi đang để đây là trường hợp chữ nó bị nhòe thì chúng ta chọn cái này, nó sẽ căn được chữ thẳng lên. Còn trường hợp head clean link là nó clean đầu full cho mình. Bây giờ tôi thử bằng phương pháp nhẹ trước nhá, head clean này. Đó, đây là nhẹ. Còn trường hợp power in flushing này, cái này là full, đại loại dịch trong tiếng Việt đó là full điện tử. Đó, bây giờ tôi chọn cái anh bạn trên này trước đi, làm cái dễ trước. Đó, đây là nó có cái biểu tượng như vừa nãy ở video trước tôi có nói với anh em ấy, đó là cái biểu tượng khóa mực đây này. Nếu mà để xuống dưới này là khóa, là anh em vận chuyển đi thì anh em quay cái nút gạt xuống dưới. Đó, đây cụ thể cái nút gạt đây này. Đây nhá, nếu mà anh em để vận chuyển đây là vị trí như này là để in này, còn vận chuyển anh em vặn xuống này. Đấy, vặn xuống như này là để vận chuyển đi. Rồi bây giờ chúng ta chọn start này. Đó. Cái này nó clean sẽ mất rất nhiều thời gian cho nên là anh em cố gắng chịu khó đợi nha. Đối với cái dòng máy in Epson này mà chúng ta dùng lâu ngày rồi đấy thì nó có một cái tình trạng là anh em phải để chế độ in chậm thì bản in nó mới đẹp. Còn một số trường hợp mà anh em mà nó bị tắc như này mà không không được thì tôi sẽ dùng đây. Đây là cái dung dịch ngâm đầu phun đây. Đây là dung dịch ngâm đầu phun của bên nhà tôi. Nên là nhiều khi là tôi phải dùng cả cái món đấy là trường hợp cuối cùng thì tôi mới dùng đến bạn đó, còn nếu mà không là thôi. Giờ tôi ra một cái lệnh in trước nhé, máy thì vẫn chưa xong nhưng mà tôi cứ ra một cái lệnh in đi. Đó, đây này, nó sẽ không in, lao lao clean link.
Rồi. Tôi in thử xem nào. Vẫn chưa xong nhé. Khi nào mà nó clean xong ấy, là anh em nhấn vào cái lăn check này thì nó sẽ ra luôn. Đó. Ra luôn cái bảng để chúng ta in. Trường hợp như này là chưa được. Đây. Máy vẫn đang nhấp nháy đây anh em. Rất lâu. Nói chung cái dòng in full của Epson với lại Canon thì nó hay bị cái tình trạng là khô đầu full như vậy. Cho nên là trong quá trình sử dụng là chúng ta cố gắng mỗi một ngày chúng ta nên in 1-2 bản để nó đảm bảo cái đầu full nó không bị khô. Như vậy là đã xong. Giờ tôi in test thử nha. Rồi xong một cái là nó có print luôn. Clip. Ok anh em. Đó, đây. Đây là trường hợp đây là chúng ta chưa cần phải sử dụng tới cái mục full điện tử là máy đã chạy được rồi. Đó, rất may. Đó. Nhưng mà trên đây anh em nhìn giúp tôi này. Cái màu này nó cũng đang bị kiểu dạng như bị thông này, màu vàng cũng vậy này. Đó. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh em cách xử lý của em máy Epson L1800 mà bị tình trạng là da màu không được đều. Đây. Giờ tôi in in test nhé, print test page. Đây. Đây, bản vừa nãy chúng ta in đây, in lúc đầu đây. Rồi đã xong, đã đẹp lung linh rồi. Rất cảm ơn anh chị em đã xem video của mực in Minh Khuê. Nếu anh chị em mà thấy video hay và có ý nghĩa thì xin cho một like và một đăng ký kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo nhé.